Đôi khi, người ta ngẫm nghĩ rồi thấy rằng, tại sao với thế hệ đi trước, tình yêu của họ kém cỏi theo suốt cuộc đời được đến vậy? Mối tình của những bố mẹ, ông bà luôn bền bỉ theo thời gian, dù trôi qua bao nhiêu năm đi nữa, sự chung tình vẫn như ngày đầu tiên. Câu chuyện về cuốn nhật ký yêu mến do con gái kể lại. Mới đây, một cô con gái đã viết lên mạng làng mạc hội câu chuyện của ba mẹ. Đọc dứt, ai cũng phải suýt xoa vì nó vừa ngọt ngào lại lãng mạn hết mức. Anh nhà và chị nhà. Ngày xưa anh 16 tuổi, là lớp trưởng nhưng khá manh động khi nhanh tay bợ luôn chị bí thư xinh xinh cùng lớp. Ông nội kể lại, ngày xưa anh lớp trưởng dẫn cả lớp về nhà chơi. Nhà nội khi ấy nuôi một bé bỏng cún dữ, cả lớp vào nhà bé bỏng cún sủa yên ấy, nhưng riêng chị bí thư vào thì bé bỏng lại giãy đuôi là ông đã biết ngay con dâu tương lai đây rồi. Ngày xưa, anh đi bộ đội, rồi học ngành y, rồi đi Campuchia đánh me đỏ bao nhiêu năm trong miền Nam. Chị học sư phạm ở quê rồi biến thành cô giáo, lặn lội đi dạy học cho trẻ em miền núi xứ Thanh, mỗi ngày đạp xe vài chục. Đằng đẵng nhiều năm, chị vẫn chờ anh về. Dẫu cho thời ấy, chị đẹp, chị có biết bao người theo đuổi. Dẫu cho thời ấy, con gái 20 tuổi chưa chồng đã được gọi là ấy, ông ngoại la rầy, chị vẫn chờ anh. Nhân vật nam chính của câu chuyện. Cô giáo Phượng bên phải. 198, anh 27, chị cũng 27, anh rước chị từ nông trường về Đồng Tiến. Không soi ri cô dâu, không vết tôn chú rể, chị mặc chiếc áo mi cổ sen bèo ông ngoại may, tay nắm bó hoa anh hái tặng. Anh mặc chiếc quần còn ướt, vì thế hệ đêm qua thôi anh còn lắc lư trên chuyến xe lửa từ Đà Nẵng về để kịp đưa chị về Vinh. Đám cưới không siêu xe, không kèn pháo, chỉ có chiếc xe đạp thống nhất huyền thoại, anh đưa chị về. Đúng 9 tháng 10 ngày sau không sai một ngày, sản phẩm đầu tay của anh chị ra đời. Cưới chị về, anh lại phải vào Nam. Một mình chị ở quê nhà thay phần anh gánh vác con cái, nội ngoại. Trải qua nhiều khó khăn. 1990, anh dắt tay chị vào Đà Nẵng lập nghiệp. 30 năm sau. Anh 60, chị cũng 60. Đầu anh đã hai màu tóc, mặt chị cũng nhiều nếp nhăn. Anh đã là thầy thuốc ưu tú, cứu chữa cho không biết bao nhiêu bệnh nhân. Chị đã dạy toán gần 40 năm có không dưới nghìn học trò từ Nam chí Bắc, từ đồng bằng cho đến núi cao. Anh vẫn lưu tên chị trong điện thoại là bí thư lớp 8E. Hôm nay, 2019, anh lại dắt tay chị đi du lịch, bỏ con ở nhà rồi. Những dòng nhật ký chứa đựng cả trời yêu mến. Vì ganh đua mà yêu mến, ba mươi mấy năm vẫn cà khịa hàng ngày. Đó là câu chuyện do người chơi Linh Thủy kể lại. Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng bền bỉ của bố mẹ cách đây đã nhiều năm. Bố Thủy tên Hữu Đạo là thầy thuốc quân y. Mẹ là Nguyễn Phượng, giáo viên dạy toán. Hiện tại, cả hai đều đã về hưu. Ngày xưa, bố mẹ mình yêu nhau từ năm 16 tuổi. 16 tuổi ngày ấy thì cũng là năm học cuối cấp rồi đó. Ban đầu, hai bố mẹ ganh đua nhau lắm nhưng cuối cùng, thích nhau lúc nào chẳng hay. Yêu thì yêu vậy nhưng sau đó là chuỗi ngày xa nhau biền biệt. 11 năm sau, bố mẹ thế hệ được tổ chức đám cưới. 27 tuổi thế hệ lấy chồng hồi ấy là trễ lắm luôn ấy, Linh Thủy chia sẻ. Nhận được lời tỏ tình và khai mạc tình yêu từ sớm, ấy vậy nhưng phải rất lâu, mẹ Thủy thế hệ chính thức làm cung phi người ta. Suốt những năm đó, ông ngoại cũng nhiều lần thúc giục vì con ấy nhưng đâu đổi mới được sự quyết tâm chờ đợi của cô giáo dạy toán xinh xắn. Xa nhau nhiều, bố mẹ kém cỏi thư từ qua lại và viết nhật ký thôi. Họ trút hết cảm xúc vào những câu chữ, lưu lại nỗi lòng mình. Ngày cưới được ấn định. Đêm trước đó, bố vẫn còn ngồi trên xe lửa từ Đà Nẵng về quê. Xe lửa hồi đó không chỉ chở khách mà còn chở trâu, bò, heo và hàng hóa Bắc Nam. Vừa về đến nhà, bố chỉ kịp giặt cái quần duy nhất. Sáng hôm sau đi rước dâu quần vẫn chưa khô. Bố đành mặc chiếc quần ướt đó thôi. Cả hai không cần vest hay giấy cưới mà mặc những bộ đồ giản dị. Giang rước dâu đi bằng xe đạp thống nhất.
nhà gái tiếp nhà trai chỉ có vài ấm trà. Khi đó, nhà bố cách nhà mẹ 15 km. Bố đã đi trên chiếc xe đạp tróc sơn, vượt qua chặng đường bùn đất để rước mẹ về nhà, Thủy kể lại. Ngày cưới của hai cung phi chồng. Đoàn xe đạp thống nhất rước dâu. Nhà gái mời nhà trai nước chè. Tuy vậy, đám cưới xong xuôi họ cũng không được ở cạnh nhau nhiều. Sau khi chào đón của con gái đầu lòng ra đời, đôi cung phi chồng trẻ lần nữa cách xa. Thủy kể tiếp, mẹ gặp muôn vàn khó khăn sau khi cưới, cái gì cũng bỡ ngỡ mà chồng S khi ở bên cạnh nên cũng tủi thân lắm. Khi bầu bí chị cả, bố cùng S ở cạnh chăm sóc được. Sau này, khi chị cả được 4 tuổi thì bố đón mẹ vào Đà Nẵng lập nghiệp. Khi có bầu tiếp, mẹ chưa tìm được việc nên ở nhà trồng rau, nuôi được 2 con heo. Đến ngày sinh thì phải bán heo thế hệ đủ tiền đi bệnh viện. Khi sinh đứa út dứt thì nhà thế hệ khai mạc khá lên. Con gái đầu lòng. Gia đình hạnh phúc. Hiện tại, đôi cung phi chồng đó vẫn sống hạnh phúc bên nhau sau hơn 30 năm gắn bó. Họ rất yêu mến nhau nhưng trong mắt con cái, hai ông bà cũng rất hay cà khịa như thời xưa. Bố mẹ hay la mắng và nghiêm khắc với ba chị em lắm. Ngày còn đi học, bố thức canh cho mấy chị em học bài, ngủ gật trên ghế vẫn chờ con học dứt thế hệ đi ngủ. Khi bọn mình lớn một tí lại chờ con về thế hệ ngủ. 9:30 tối là giờ giới nghiêm ở nhà rồi. Mình cũng hay chọc mẹ là sao ngày xưa mẹ đẹp thế, có nhiều người theo đuổi mà cứ chọn bố. Bố mẹ không nói chuyện ngọt ngào với nhau mấy đâu. Vì khai mạc là anh em nên giờ vẫn cà khịa lắm. Kiểu mẹ nói gì là bố làm ngược lại thế hệ chịu. Buổi tối khi nào cũng xem phim trưởng với phim kiên dè dị, cãi nhau chuyện nhân vật này nhân vật kia, ùn hàng đến 12 giờ thế hệ đi ngủ. Tuy vậy, trước chuyến công tác nào bố cũng thơm lên trán mẹ và các con rồi thế hệ lên máy bay, Thủy kể thêm. Hai ông bà nhí nhố đáng yêu cùng các con. Đúng là tình yêu thời xưa luôn mang đến cho chúng ta những cảm giác khác biệt. Sự chung tình, chờ đợi một lòng là điều mà trong làng mạc hội hiện đại, thật khó để tìm được một câu chuyện như thế. Tình yêu là vậy, dù có không nói thành lời, không ngọt ngào nhưng nhìn cái cách họ biểu lộ cũng thấy cả một trời yêu mến, chăm sóc.